Thông tin trước trận đấu Hà Nội FC vs Sài Gòn FC, 19 giờ 15 hôm nay 13 tháng 9, Sài Gòn FC vừa có hai trận đấu khá ổn ở V. Lịch 2022 khi thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3, 2 và Hòa Hoàng Anh Gia Lai 1, 1 ngay trên sân Pleiku của đối thủ, điều ấy đã khiến đội bóng này nhận số tiền thưởng lên đến 2 tỷ đồng. Và đang tạo đà hưng phấn rất lớn trước cuộc tiếp đón Hà Nội trên sân thống nhất. Vì thế, Thầy trò huấn luyện viên Phùng Thanh Phương đang trông mong sự hưng phấn ấy sẽ giúp họ có kết quả tốt trong trận đấu với ứng viên hàng đầu của cuộc đua vô địch ở vòng 16 này. Ngược với sự hưng phấn của chủ nhà, đội khách Hà Nội vừa có hai trận đấu không tốt khi hòa sông Lam Nghệ An 1. Một. một và thua trắng không, ba trước bình định ngay trên sân nhà hàng đẫy. Vì thế, thầy trò huấn luyện viên Chun Zeo đang rất muốn tìm lại chiến thắng nhằm gây dựng lại hình ảnh nhợt nhạt trong mắt người hâm mộ đồng thời tạo khoảng cách an toàn với các đối thủ, dẫu thực tế họ vẫn đang hơn đội xếp nhì là Bình Định đến 4 điểm, 30 so với 26. Thực tế, Hà Nội FC hoàn toàn có thể làm được điều ấy khi đối thủ của họ chỉ là Sài Gòn FC. Đội đang đứng chót bảng và chỉ mới tìm được vỏn vẹn hai trận thắng ở V-League 2022. Với lực lượng vượt trội với quá nhiều gương mặt đang khoác áo đội tuyển quốc gia. Nên ngay cả những người bi quan nhất cũng khó có thể tin Hà Nội FC có thể trắng tay trước Sài Gòn FC dẫu họ chơi trên sân nhà của đối thủ, nếu giành chọn 3 điểm trong cuộc đối đầu này, Hà Nội FC sẽ tiếp tục duy trì khoảng cách lợi thế so với các đối thủ ở cuộc đua ngôi đầu. Nếu đội khách Hà Nội FC quyết tìm 3 điểm, khi ấy sẽ là một bài toán hóc búa cho huấn luyện viên Phùng Thanh Phương. Bởi thực tế lực lượng của họ đang kém hơn rất nhiều so với đối thủ. Cần nói rõ, đến thời điểm này việc ghi bàn của Sài Gòn FC hầu hết dựa vào đỗ mơ lâu và hữu sơn ở những tình huống cố định nhưng lại không linh hoạt ở những đường triển khai tấn công khác bên cạnh đó hàng thủ của chủ nhà thường mất tập trung ở nhiều tình huống đặc biệt là những phút cuối trận khiến họ bị thua ngược hoặc bị cân bằng điểm số rất đáng tiếc vì thế trước khi nghĩ đến việc giành chiến thắng sài gòn fc bắt buộc phải không thua trước đội khách hà nội muốn làm được điều ấy các học trò của huấn luyện viên phùng thanh phương phải biết chắc chiêu và tận dụng đến mức cao nhất những cơ hội có được Đồng thời hàng phòng ngự phải chơi thật chắc chắn trước các chân sút rất đa dạng và linh hoạt của đối thủ. Trận này, Hà Nội FC mất trung vệ duy mạnh vì thẻ đỏ, nhưng điều này chẳng ảnh hưởng mấy đến hàng thủ của họ khi có quá nhiều sự thay thế. Xét đối đầu, Hà Nội FC cũng đang chiếm lợi thế. Trong 15 lần gặp nhau, họ thắng đến 7. Hòa 5 và thua 3, điều ấy càng là một áp lực cho chủ nhà Sài Gòn FC. Tuy nhiên, khi trận đấu chưa diễn ra thì cơ hội sẽ chia đều cho cả hai và biết đâu sẽ có bất ngờ. Đội hình dự kiến Sài Gòn và Hà Nội, Sài Gòn, Văn Phong, Quang Vinh, Nanatelamio, Mạnh Cường. Văn Đạt, Minh Trung, Văn Triển, Hữu Sơn, Onsen, Đỗ Mơ Lâu, Matthias, Hà Nội, Thành Công, Văn Kiên. Việt Anh, Thành Trung, Văn Hậu, Mu Giang, Hùng Dũng, Đức Huy, Văn Quyết, Văn Xuân, Tuấn Hải, Linh xem trực tiếp cập nhật trong mô tả video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ New, đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.